mùi bà đấy thấy không như cái lá đọc trẻ được đọc trẻ cái thực tế lý mình làm giá nữa giá sẽ bù à Saudara, chỗ đã mâu nghe sợ nhẹ đi mâu rì mộc đành rì mộc đành tiệt đánh nha nè có cho bà có món chương viên đó màu một mưa màu hào chương quý vị bắt sai không bà bạc hạ máu trái cái chanh chưa anh chị ngộp xong mềm thôi nè riel muối nè riel muối hủy bát đó luôn phân phong đồ chúng tôi gọi là phân phong đồ cứ giờ nung máu đấy đấy cứ tập chơi hiện ngóp tất đạm mơ ban cả đam anh nó có đặt anh nó ngày giá mơ người giá sách mơ mấy chơi có tí snái mà nè ba nó thấy nè ô này lạt già phải chưa nè thầy lạt già cô lạt già ô biết mấy cái nào biết đi bây giờ ui mùi bà đấy thấy không như cái lá đọc trẻ được đọc trẻ cái thực tế lý mình làm giá nữa anh đang về nghiệp bơ nghiệp côn bật to là hố nè mà
cái sạch nó không ổn sang như thế.